Nhất gia nhì dáng, nhất gia nhì dáng. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetic để giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam, tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào, tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm thần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết thâm đen, đẩy lùi những tỳ khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm thần dược EV Princess Cosmetic cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ có hai trường thẩm mỹ lừng danh tại vùng Nam và Bắc Cali. Với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú, trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu chữa trị giảng dạy, cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công với một làn da trắng trẻo mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Beauty Skin Care gồm có 4 địa điểm tại Bắc Cali và 2 địa điểm tại Nam Cali. Tại Bắc Cali, văn phòng tổng đại lý tại 1164 McLaughlin Avenue San Jose 408-275-9620. Chi nhánh trong thương xá Vietnam Town ở địa chỉ 979 Story Road San Jose 408-509-4480. Chi nhánh San Jose tại địa chỉ 2877 Center Road 408-360-9620. Chi nhánh Milpitas tại địa chỉ 86 South Abel Street 408-946-4227. Tại Nam Cali, chi nhánh vừa khai trương trên lầu trong khu Phước Lộc Thọ 9200 Bosa Avenue, Suite 201 Westminster, thủ đô tị nạn Nam Cali 714-892-8008. Văn phòng tổng đại lý tại Nam Cali ở địa chỉ 13861 đường Brookers Street 714-590-9889. Cần đại lý khắp nơi, xin liên lạc số miễn phí 800-918-3017 hay vào website www.evbitlien.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess và đã giới thiệu cho bạn bè khắp nơi.